Nóng quá nó phát ban ra ngoài. Nó bị sốt phải 3 4 ngày 5 ngày ấy, là nóng lắm sốt ra ngoài. Con bảo là nó cứ lên hết rồi nó lại lạnh mà. Không? Này là không nó nó bảo cái gì đó. Là cả nó không đi nhê gì.
mưa cơn hôm nọ ở nơi khác mưa mà nhà mình không mưa. Qua về đây, đúng không? Ở đây về đây mưa, như bên thành phố thì nước không hề mưa nhỉ? Bên thành phố còn đi có mưa đâu, về đây mưa như phun nước và còn mỗi đoạn này. Mẹ. Cái bà đến đây rồi thôi, chạy phố về không mặc áo mưa được. Ơi, còn bác chú ý ở bên kia là thấy giờ đi không mưa ra. Ừ, rồi bên kia không mưa. Tại sao đi không mưa đâu? Cái hồng rượu này, chỗ hồng rượu này là hồng rượu. Ừ, nó sáng rồi. Cơn nó sáng rồi kìa. Cái cơn nào sáng rồi kìa. Con nắng luôn, bên đấy là con nắng. Ở đây mình đang có mây, mây tối như này. Bên kia này là con nắng như này. Trời ơi, bên mình này, thấy chắc nó nắng. Con được nghe là bố bắt quất chết rồi, chua lắm. Chua thật. Con vịt này, con vịt là... Nó đang lại buộc cái cám, dây cám này nó phải lộn, nó chui nhỏ ở đấy, nó bách nó lóc ra rồi. Vậy là nó mắc kẹt ở đấy. Đấy, mẹ nó ăn chứ mà mẹ. Nó mắc qua, nó cắn ở đấy lùi luôn, lùi được ấy đâu, nó phát nước cho bác thở. À là ăn cám rồi. Ăn xong rồi ra, không uống được nước rồi, ở đấy là không được. Dùng vẫy nữa là. Ăn thịt rất thơm ngon. Mẹ. Nước ngái thơm. Mẹ ơi. Mẹ. 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 Đó. Trong làm có mấy người ra rồi nữa hả? Mẹ ơi. Trong làm có con cá là nó chết đâu. Rồi lắm rồi thì chết. Ok. Mưa này nó nhỏ nhỏ. Ở chỗ lợi 62 nha. Ừ, chết nữa. Có nổ không mẹ? Ừ. Chỗ làm có nước ở trên mặt bờ tạo ra cá là cá. Ừ. Cũng là cá ở nhà mình. Ừ. Chết hết ngày chết ở trên mặt biển. Hôm nay á? Vâng. Có một lần lúc bóng để lấy dạ. Năng. Ừ. Thế người ta điện buông cái. Dạ. Thế con nghĩ không lấy được con đấy. Ừ. Thế là họ vất đi con à. Con gì nhỉ? Con gì nó cứng như là đá nhỉ? Cá lóc biếng. Ờ, dọn bè. Thế bên là em này với cái bảo con không lấy, hoặc đè chết con không lấy. Không, mà không có lông bè, con có ở cá lấy người đâu. Nó bỏ lá, lưng lụ lên, như nó xiêm giữa lên. Chết rồi. Nhưng mà trong đấy nó bỏ một con là nó giống trang đáy nhà mình. Nó phải là cá lông bè, ở ngoài đường cần cá lông bè ta. Họ bắt lên gì mà biết không đâu, đỡ bắt lên rồi. Cho trên nắng rồi đó vậy, mới hỏi cho xe đè lên rồi gì. Còn nó một con cái cồn này nó mà cá lề thôi. Biết là phép thì không biết. Nhà bạn con nó nuôi cá lồng bể mà. Ừ. Con đầy lần anh nhà nó nhìn thấy rồi. Ừ. Vẫn cảm đấy. Em bác sĩ hơi sổ mũi bình thường. Đi như thế nào đi. Ừ. Suốt đêm bật điều hòa suốt mà quên lạnh. Nhưng mà không để mà nó thì đắp chân rồi nó thì nó lại đạp ra. Nhưng mà không để nó thì một lúc về nước như tắm luôn. Hôm qua nằm cái lưng cũng như giờ mà đứng như tắm mà lưng luôn. Tại vì cần rửa nó nghiêng người lưng nó khô. Cho xong dịch của nhà bố không nghe đấy chị. Con thì thầm riêng cho là ấy. Nhà
con bị ốm nha. Ngủ mà con bị ốm này. Hay như nó nằm ngủ. Thế lúc ấy đang đến giờ ăn cơm mà con dậy con cứ tưởng là bây giờ đi sáng rồi. Tự nhiên là con hôm đấy là hôm 95 hay 96 ấy. Chẳng ra tối rồi. Bắt đầu con dậy con mới tưởng là ơ tôi thì đã 96 rồi. Còn nữa người già với con cũng bảo là chết không đúng hạn đấy không con ơi. Bác cẩm chết đúng ngày năm sinh của bác luôn, bác thân. Hôm nay ông bệnh lâu. Ừ, nhưng mà chết đúng ngày bác thân. Đi vào Kiên Giang đã được bước đi. Ừ, đấy đúng ngày bác thân. Thế ngày hôm qua ngày 14 đúng ngày bác thân luôn. Tôi bảo là không đúng, đúng là tốt. Tập 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 như đang được bước đi. Hả? Ông tập 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 như Trung Quốc là tập được bước đi. Thế à, cũng được gì ạ? Được gì? Ông đấy là tổng bí thư và chủ tịch nước. Ừ. Với ông Kiên ấy. Nhưng mà bố bảo là đôi khi cái gì thời sự nó cứ nói vớ vẩn thôi. Còn mình nó nhờ đại hội đảng 14 thì nhớ rồi. Dạ. Nó mới đại hội xong. Ừ. Còn Trung Quốc đại hội xong rồi Việt Nam không ở đại hội đảng 14. Ừ. Bảo như lũ lụt giáo viên nhỉ, cứ bảo là nó lũ này mẹ, nó vỡ đê. Thục ghế. Anh ấy đi.